Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHPD Channel, đây chính là kênh Hoa Sen Ban Mai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các tính năng hỗ trợ quản trị trên group dành cho Facebook. Thì đối với các bạn là quản trị viên của một cái group trên Facebook thì các bạn sẽ phải làm rất là nhiều việc để có thể quản lý những cái trang group của các bạn. Thì đối với các bạn mà chỉ có một group thì nó sẽ rất là đơn giản. Còn đối với những cái bạn mà có nhiều group thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tính năng hỗ trợ quản trị của group Facebook để các bạn có thể thuận lợi trong việc quản lý thành viên cũng như là đăng những cái thông báo đến các thành viên của mình để họ có thể nắm và tăng cái mức độ tương tác của các bạn đối với cái thành viên trong tương lai. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ đăng nhập vào giúp mình cái group mà các bạn đang quản lý. Thì các bạn sẽ bấm giúp mình cái cột bên tay trái, cái mục hỗ trợ quản trị. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều cái ứng dụng để có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc quản lý cái trang group của các bạn. Thì ở đây là có cái tính năng là đăng bài viết chào mừng. Đăng bài viết chào mừng ở đây là khi mà các bạn có những cái thành viên mới gia nhập, thì khi mà các bạn sử dụng cái tính năng này thì nếu mà cái số lượng thành viên đạt đến một cái mức nhất định thì Facebook họ sẽ tự đăng cái lời chào mừng này và các bạn không phải làm những cái thao tác thủ công đó. Thì mình sẽ hướng dẫn, đây là một cái group mà là mình đã set up sẵn thì mình sẽ xóa đi và cài lại. Thì ở đây mình sẽ xóa. Thì bây giờ mình sẽ thao tác lại cho các bạn để các bạn có thể xem và thực hiện nó trên cái group mà quản trị của các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm thêm giúp mình. Thì Facebook họ sẽ hiện ra những cái thông tin và các bạn sẽ nhấp vào phần tiếp tục giúp mình. Thì ở đây đối với các bạn nào mà cái group có cái số lượng thành viên đông hoặc là ít thì các bạn phải chú ý, tại vì nếu mà thành viên tham gia ít thì các bạn nên để cho một cái số lượng nhất định để khi mà họ đạt tới một cái số lượng ví dụ như là 15 20 người thì các bạn hãy đăng cái lời chào mừng này. Thì ở đây nó sẽ có một cái tác dụng là những cái thành viên khác họ sẽ thấy cái số lượng thành viên tham gia đông hơn so với bình thường. Còn nếu mà các bạn để cho số lượng thành viên chỉ có một hai người mà các bạn đăng cái lịch đăng bài định kỳ thì nhiều khi thành viên họ sẽ thấy số lượng tham gia rất là ít. Ví dụ như group của các bạn chỉ có một hai tuần thì chỉ có một hai người tham gia. Thì nếu mà các bạn để lịch đăng bài định kỳ thì khi mà các bạn đăng mà chưa đủ cái số người tham gia cụ thể mà chỉ có một vài người tham gia thì khi đăng lên thì số thành viên rất là ít, nó sẽ gây ra những cái phản ứng, những cái đánh giá không tốt của các thành viên đối với group của bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn cho các bạn là số người tham gia cụ thể. Thì khi mà các bạn đạt tới một cái số lượng thành viên nhất định thì ở đây họ sẽ hiện ra cái lời chào mừng và những hình ảnh này. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn cái số lượng thành viên mới. Đây là một cái group của mình và nó cũng không có được nhiều. Thì ở đây Facebook họ sẽ gợi ý cho các bạn là trung bình mỗi tuần là chỉ có một người mới tham gia nhóm của bạn. Thì ở đây các bạn có thể lựa lên là khoảng 15 người thì nó hãy hiện cái lời chào mừng này. Thì ở đây nó sẽ có thêm cái mục là gắn thẻ đội ngũ quản trị viên vào bình luận ở từng bài viết chào mừng để giới thiệu họ. Thì đối với các bạn nào mà muốn cho các thành viên khác họ nắm được cái quản trị viên của cái group mà họ tham gia thì các bạn sẽ tích vào cái dấu này giúp mình. Còn không thì các bạn sẽ bỏ. Sau đó các bạn bấm vào thêm vào công cụ hỗ trợ quản trị. Đây. Thì Facebook họ sẽ hỏi các bạn là bạn có muốn giới thiệu đội ngũ quản trị viên hay không? Thì ở đây bạn sẽ bấm, nếu mà bạn muốn thêm thì bạn sẽ bấm vào thêm thẻ. Thì khi lúc mà đăng những cái thông tin chào mừng thì họ sẽ đồng thời Facebook họ sẽ giới thiệu những cái đội ngũ quản trị viên này. Còn không các bạn sẽ chọn vào không gắn thẻ giúp mình.
Thì mình đã giới thiệu sơ cho các bạn về việc đăng bài viết chào mừng. Nay thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn cái mục nữa là đăng bài viết tùy chỉnh. Thì ở đây cái mục đăng bài viết tùy chỉnh này, cái tiện ích này sẽ giúp cho các bạn tăng cái mức độ tương tác đối với những cái group mà nó có cái lượng tương tác tương đối cao, hoặc là các bạn muốn kích thích các thành viên tương tác với nhau. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái câu mà Facebook họ đã gợi ý sẵn cho các bạn. Ví dụ những cái câu này, những cái câu gợi ý, những cái lời để tạo một cái cuộc tranh luận, những giúp cho các thành viên tăng cái mức độ tương tác trên group của các bạn. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn những cái nội dung mà các bạn cảm thấy ưng ý. Ví dụ như là thứ sáu máu chảy về tim đó, hoặc là những cái thông tin khởi động tuần mới. Hôm nay bạn có dự định gì vậy? Để giúp cho các thành viên họ có một cái sự gợi ý để tăng cái mức độ tương tác với nhau, thì mình sẽ chọn cho các bạn một cái chủ đề. Ở đây các bạn có thể chỉnh sửa cái nội dung này theo ý của các bạn có thể thêm vào cái nội dung mà các bạn mong muốn. Sau đó các bạn sẽ bấm lưu lại. Ở đây các bạn lưu ý giúp mình là cái mục gợi ý này, các bạn có thể lặp lại cái hành động này theo một cái lịch mà Facebook họ đã gợi ý, ví dụ như là một lần một tuần, một lần một ngày, hoặc là hai lần một tuần. Thì đối với các bạn nếu mà muốn cái nội dung này được lặp lại một lần một tuần thì các bạn sẽ chọn đây, hoặc là hai tuần một lần. Thì đây mình sẽ lựa một lần một tuần. Thì các bạn sẽ lựa một cái ngày trong tương lai hoặc là cái ngày hiện tại. Hiện nay thì các bạn sẽ lựa cái ngày tương lai là chính, thì các bạn sẽ lựa một trong những ngày này và cái khung thời gian. Sau đó các bạn bấm thêm vào. Thì cái nội dung mà các bạn thêm vào nó đã được lên lịch sẵn, và đến vào ngày chủ nhật này vào lúc 1 giờ thì Facebook họ sẽ tự động đăng lên trên cái dòng thời gian của group. Và nếu mà các bạn chọn cái hành động này lặp đi lặp lại thì cứ vào đúng ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 1 giờ thì Facebook họ sẽ tự động đăng trên cái group của bạn, và các bạn sẽ đỡ phải thực hiện những cái thao tác thủ công, hoặc là các bạn không cần phải lên máy để thực hiện những hành động này. Thì mình sẽ xóa những cái này tại vì cái group này mình đã thiết lập sẵn. Mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn ở các mục khác, ví dụ như là phê duyệt yêu cầu làm thành viên. Ở đây sẽ có rất nhiều cái yêu cầu để giúp các bạn, tại vì khi các bạn quản lý group thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái nick spam, những cái nick vào những cái mục đích không tốt, ví dụ như spam group làm cho group của bạn bị loãng. Thì các bạn có thể thêm vào những cái mục này. Ví dụ ở đây mình có thể thêm vào những câu hỏi. Ở đây mình sẽ có thể các bạn sẽ thiết lập những câu hỏi đã trả lời, có nghĩa là câu hỏi chọn thành viên. Thì câu hỏi chọn thành viên các bạn có thể tham khảo các video trước đây của mình để các bạn có thể tham khảo những cái thông tin này. Người có ba bạn trở lên trong nhóm thì các bạn có thể set up những cái này tùy chỉnh. Ở đây mình sẽ chọn là cái tầng trung bình, là sẽ có ba người trở lên trong nhóm đã tham gia thì họ sẽ được mặc định chấp nhận việc tham gia nhóm. Thì ở đây có một cái chi tiết là các bạn có thể chọn luôn cái thời gian mà họ tham gia. Ở đây mình chọn là Facebook đã tham gia 12 tháng trở lên thì có thể khả năng được duyệt. Tại vì những cái Facebook mà các như các bạn biết là những Facebook mới được tạo thì họ sẽ dễ dàng, cái mức độ uy tín nó sẽ không bằng những cái Facebook đã được tạo cái thời gian dài trước đó, thì sẽ các bạn cái độ uy tín nó sẽ tăng cao hơn. Bạn có thể thiết lập là từ chối yêu cầu làm thành viên. Thì đối với những cái tài khoản Facebook mà được lập từ một tháng, ít hơn một tháng, thì mình cũng sẽ set up cho nó từ chối. Tại vì những cái Facebook quá mới thì cái khả năng là Facebook tạo ra để ban rất là cao,
hoặc là những người không có anh đại diện. Đó, thì những cái mục này các bạn có thể tham khảo và thiết lập thêm để có thể quản lý nhóm một cách tích cực và có thể thực hiện tự động, và các bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để quản lý nhóm này. Thì video hướng dẫn các bạn các tính năng hỗ trợ quản trị của Facebook đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có cái thắc mắc vui lòng comment ở dưới video, thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn trong thời gian tới. Thì đối với các bạn mà có những tham gia bán hàng hoặc là cần những cái group hỗ trợ, thì ở đây đây là những cái group mà các bạn thấy chính là những cái group mà mình đã tạo ra để hỗ trợ các anh chị em bán hàng. Thì cái đường link của group mình sẽ để ở dưới ở trong cái giới thiệu kênh của mình. Thì các bạn nào có nhu cầu tham gia, các bạn có thể bấm vào đây và các bạn sẽ nhấp vào cái danh sách cái group hỗ trợ online này. Thì trên cái group này họ sẽ mình đã tổng hợp toàn bộ danh sách những cái group của online các quận, và các bạn nếu mà có nhu cầu tham gia, các bạn có thể bấm để tham gia những cái hoạt động của group này. Thì ở đây các bạn phải đăng nhập vào thì các bạn mới có thể tham gia được nhóm. Thì video hướng dẫn các bạn các tính năng hỗ trợ quản trị trên Facebook đối với các group của mình đến đây xin kết thúc. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.